Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3.99 tại tiệm McDonald's có tham gia. Trở lại với phần thứ tư của Cà Phê Sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã đóng góp những ý kiến vào trong mạng xã hội Facebook trong chương trình live của Little Sài Gòn TV. Có người nói đây vui lắm. Thứ nhất thì cảm ơn quý vị đã đóng góp ý kiến rất là nhiều. Những cái ý kiến của quý vị chúng tôi tôn trọng. Thí dụ như là có người nói là xin đừng dùng chữ tập đoàn nữa, thì tôi sẽ không dùng chữ tập đoàn nữa. Thứ hai là có người nói rằng là bà mà lái xe đi trong carpool lane mà nói rằng là hai người đó sẽ bị phạt vì một dây seat belt không thể nào mà buộc hai người vô lại được. Phải là hai ghế. Với lại ông tòa có thể nói rằng ô, đồng ý là hai người, nhưng mà hai người một chung ngồi chung một ghế là vi phạm luật an toàn giao thông. An toàn giao thông. Và có người đã đóng góp ý kiến nói là dịp 4 tháng 7 vừa qua đi lên máy bay thì 95% người không đeo khẩu trang ở trên đó. Nhưng mà bay đường dài nếu mà Việt Nam thì chắc có lẽ trên máy bay là tôi có hỏi, hình như là có hỏi Ngọc Lan ngày hôm qua là đi lên máy bay có đeo khẩu trang không. Ngọc Lan nó vẫn đeo khẩu trang. Ngọc Lan đi máy bay hôm qua đi lên Las Vegas á, vẫn đeo khẩu trang. Bởi vì tôi là người đưa đầu tiên từ nói khi mà cái ngày đầu tiên đó, vào tháng 6 đó, lệnh là cho phép không mang khẩu trang trên máy bay, nhiều người cầm cái khẩu trang bung ra và người nào mà nấy là rất là vui vẻ trên máy bay chụp bức ảnh đó. Là nhưng mà đi international thì hỏi mấy người thì mọi người đều nói là lên máy bay họ bắt phải đeo khẩu trang. Đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay có cái tin lạ lắm, lần đầu tiên đồng đô la và đồng euro bằng nhau, trị giá bằng nhau. Ngày hôm nay thì có bản tin cho biết rằng tuyệt là vời. Vì Nga cắt cái đường dẫn dầu qua một số nước châu Âu, rồi nếu mà không có dầu thì kinh tế ở bên châu Âu phụ thuộc vào Nga rất là nhiều, về cái đường dẫn dầu này sẽ thấy khó khăn, cho nên cái đồng euro nó đang là bị lao dốc. Và ngày hôm nay đó thì họ nói rằng là lần đầu tiên đồng euro và đồng đô la bằng giá nhau. Hồi đó cách nhau là khoảng 15-20%. Đó, cái trị giá. Nhưng mà ngày hôm một qua một đô la đó, 20 cent mới lấy được một euro. Đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì vì ngày hôm qua thì đồng euro đã lao dốc tới gần 15%. Cho nên ngày hôm nay thì đồng đô la và đồng euro bằng giá nhau. Cho nên là ngày hôm cách đây chừng vài tuần có một người khách hàng đến với tôi từ bên châu Âu qua đây chơi. Thì họ mua đồ nhưng mà họ không mang theo đô la. Thì tôi nói thì nếu mà anh có tiền euro thì cũng đưa cũng không sao. 300 đô la mua hết tiền đồ thì đưa 300 euro đi cũng được, không sao đâu á. Tôi thì nếu mà đồng đô la mà nó khác biệt nhau thì tôi kệ nó xí xóa. Cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là tôi lời được một ít. Đúng. Nhưng mà hôm nay thì nó bằng giá nhau rồi. Thì một điểm nữa đó thưa quý vị, ngay là đây là có thể là cơ hội nếu quý vị muốn, nếu mà nghĩ rằng mình sẽ đi du lịch châu Âu như chúng tôi, dự trù sẽ du lịch châu Âu vào sang năm nay thì không kịp rồi. Đây là cơ hội để quý vị mua trước để dành, bởi vì không biết được sang năm như thế nào. Tuy nhiên thêm một điểm nữa, mua trước để dành đến trước hay sau thì quý vị cũng cần có đồng euro. Phần lớn á, thực sự người ta không cầm tiền mặt nữa, tất cả các dịch vụ là thẻ hết. Rồi tự động thẻ họ sẽ tính ra cái tiền hối đoái đường hiện nay để mà tính với mình tính trong cái credit card. Nhưng mà quý vị cầm cái euro nó cũng dễ, cũng tiện lắm, và mình không phải mua bán làm gì. Thứ nhất đồng đô la bây giờ quá mạnh luôn, cho nên đây là cơ hội để quý vị có thể du lịch ở nước ngoài. Thêm một điểm nữa, rất nhiều các nơi từ châu Âu đến châu Á ngày nay, nếu quý vị đi du lịch ra, thấy giá rẻ hơn rất nhiều so với Cali. Ăn uống mọi thứ các cái đều rẻ hơn nhiều lắm so với Cali này. Ngày hôm qua tôi gọi về Việt Nam, tôi hỏi một đô la đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam, thì họ nói là một đô la được 24.000 rồi. Wow. Có nghĩa là 100 đô được 2.4 triệu. À, cho nên đồng đô la đang là mạnh giá lắm. Cao. Nói về tiền bạc với lại này kia đó thì mới Vĩnh Trường rất là mê. Coi qua cái sơ đồ một tí xíu về tình hình giá vàng. Giá vàng. Thưa quý vị,
Trước tiên mình nói về giá dầu đi. Giá dầu thô ngày hôm nay đã xuống dưới 100 đô. Ngày hôm nay mất 6 đồng 84 cent. Đang ở mức 97 đồng 25. Như vậy là mình hy vọng rằng là trong những ngày tới giá dầu sẽ xuống khoảng chừng xăng xuống 20 cent. Xăng xuống mấy ngày hôm nay rồi. Giá vàng ngày hôm nay là 1.726 đồng, mất được thêm 5 đồng. Giá vàng này là giá vàng thấp nhất trong vòng 2 năm qua nha quý vị nha. Thấp nhất trong vòng 2 năm qua đó. Cho nên quý vị nào muốn đầu tư là một là đi mua đồng euro, hai là đi mua vàng cách đó. Đó thì giá vàng sẽ lên lại. Nguyễn Trường có mua vàng nữa không? Nhưng mà thưa quý vị, thêm một điểm nữa để nếu quý vị đang chuẩn bị mua sắm á, chờ nhé. Thứ nhất đó là ngày mai, đêm nay. Ô, tối nay bắt đầu đó. 12 giờ đêm là Amazon là Prime. Đúng rồi. Prime đây có 2 ngày thôi. Nhưng mà đây là cơ hội để Amazon tháo bỏ những cái đồ đang bị tàn trữ quá nhiều. À. Tin tức mới nhất ghi nhận được tàu ở ngoài khơi Long Beach á, bây giờ nó cập bến hết rồi. Và cái số lượng hàng bây giờ Target, Walmart không có chỗ chứa. Và bây giờ họ tìm cách bán, làm thế nào để giảm giá bán. Họ nói cái chuyện đến mắc cười lắm. Khi mà thiếu hàng á, thì họ phải đặt hàng để mua thêm. Thì bây giờ đó, cái số hàng mà về không kịp, bây giờ nó đến rồi. Thì họ nói rằng, chúng tôi mới vừa đọc báo cáo, 1 tháng 9, tức là bước vào cái mùa lễ lao động á, và kéo dài cho tới Halloween luôn. Quý vị sẽ thấy năm nay deep discount sẽ giảm giá nhiều lắm để quý vị có thể mua sắm. Họ nói rằng giảm giá nhiều bởi vì hàng tồn kho quá nhiều luôn, họ phải tìm cách giải quyết. Thứ hai nữa đó, ngay cả cái tin tức này mình thấy không biết tin tức thế nào. Những cái nếu mà Nguyễn Trường hoặc quý vị mua những cái hàng mà gọi là bulk lớn á mà không thích mà trả lại đó, thậm chí quý vị có thể giữ luôn. Các cửa tiệm lớn sẽ đồng ý không nhận lại các món hàng này, nhưng mà trả tiền lại cho mình. Vẫn quý vị vẫn được hoàn tiền như thường, bởi vì họ không có chỗ. Lấy lại những cái hàng lớn này mà giữ vào trong kho, chẳng hạn những cái thùng hoặc là cái tủ vân vân á, thì là không có chỗ chứa, còn tốn kém hơn nữa. Cho nên họ phải giải quyết. Cho nên với cái tình trạng hiện nay nó đang dồn lại một cục, cộng với lạm phát nữa, cộng với cái nguy cơ về suy thoái, người tiêu thụ sẽ giảm bớt chi tiêu. Tuy nhiên các cửa hàng lớn hy vọng với cái việc mà giảm giá discount bắt đầu vào mùa thu, lễ lao động là cái khởi điểm của mùa thu đó thưa quý vị, thì họ nói rằng sẽ là một cái dịp để kích thích người tiêu thụ Mỹ nữa, mà kéo dài cho đến cuối năm luôn, kể cả những cái mặt hàng Christmas. Họ nói như thế này nè, có những mặt hàng Christmas từ năm ngoái bây giờ mới tới. Hôm qua thì chúng tôi có nói là một cái TV mà mua trong ngày Prime Day của Amazon đó, 50 inch 4K TV 100 đồng. 50 inch TV 4K 100 đồng. Có xem được không? Có 100 ngày đồng. Có nhiều người gọi hỏi làm sao mình biết được cái danh sách mà trong ngày hôm nay họ xem như thế nào. Thì đêm nay 12 giờ đêm quý vị nhớ vào trong Amazon.com. Nhưng mà phải quý vị phải đóng tiền hàng năm, phải là Prime, phải member, là Prime mới member mới được. Đúng rồi. Discount nhiều. Trước khi chia tay cùng với quý vị, có một cái bản tin ở bên Việt Nam nó lạ lắm. Bộ Công Thương đề xuất là những cửa hàng tiện lợi là chủ yếu phục vụ khách trong bán kính 500 mét mà thôi. Có nghĩa là nếu mà quý vị mở một cửa tiệm gọi là cửa tiệm tiện lợi, giống như là ở đây mình là 7-Eleven đó, thì chỉ phục vụ trong vòng bán kính 500 mét thôi, người lạ bước vô không bán. Họ nói cái này là bất khả thi, là tại vì không thể nào mình phải gọi là coi địa chỉ nhà ở đâu, người khách mua hàng là mình phải hỏi. Họ nói rằng là nếu quý vị mà không mở một cửa hàng mà không chủ yếu để phục vụ khách trong vòng bán kính 500 mét thì không được lấy những cái tên Việt mà có tiếng nước ngoài như là supermarket, hypermarket, big mart, big store, shopping center, trade center hay là plaza, không được lấy tên Mỹ luôn nữa. Không biết tại sao họ nghĩ sao như vậy ta? Thì các cửa hàng họ nói làm sao mà làm được, là tại vì khách vô không lẽ là anh đưa tôi coi cái giấy chứng minh nhân dân của anh ở đâu, và tôi nhắm coi là anh có ở trong rồi, vòng bán kính 500 mét tôi Sài Gòn, tôi lên Vũng Tàu tôi chơi rồi tôi vào cũng không được mua. Không được mua,
đó là Bộ Công Thương đang đề xuất. Họ nói rằng là đã gọi là cửa hàng tiện lợi thì chỉ có phục vụ ở chung quanh đó thôi. Rồi sao thi hành? Đó là lạ quá. Không hiểu được. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin liên quan đến tình hình thế giới ngay sau phần quảng cáo với Thời sự Thế giới quý vị nhé. Và tạm chia tay với Nguyễn Trường. Cảm ơn quý vị theo dõi, và ngay sau đây sẽ là Thời sự Thế giới cùng với anh Hoàng Trọng Thị và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị.